Nhóm lửa nó, bữa nay nướng gì nữa vậy ship? Bữa nay làm cơm yêu này con tấm sườn chả, con gà. Công nhận ship đứng cái tướng mà trà củ hành lên trên cái ấy nó sang dễ sợ lắm ship. Mẹ tướng trà củ hành mà có vụ sang. Quá trời cái màu của quá trời nóng. Nóng lắm. Bây giờ thực đơn là có cơm rồi đó nha. Còn để coi bên kia đồ bổi là gì. Dưa leo, đồ bổi. Cái này là dưa rau muống trồng ở phía sau nhà luôn. Còn cái này là mỡ hành, cũng là ở phía sau nhà hành trồng. Còn món này là món chả gì đây Bảy? Cái đó là tàu hủ ki bọc cơm, bọc cơm chiên. Wow, hết sảy luôn, tàu hủ ki bọc cơm chiên. Với lại thịt khìa, thơm quá trời thơm luôn à. Này Bảy làm hay Dượng Bảy làm? Dĩ nhiên là ông Bảy làm. Wow, trái nhiều quá rồi. Wow, cái tô không phải cái dĩa tôm sườn của bà Bảy bán đây cũng cỡ 15 đồng nữa chứ không ít đâu nha. Quá hấp dẫn luôn. Để em lấy mẹ cho. Cái này là quán cơm tấm ôm nha. Trời ơi, ông Bảy là khách lợi rồi, ngót kiều nữ phục vụ bưng cái dĩa cơm tấm ra nữa. Ba chiều nước cho kia. Rồi xong rồi. Đây nè anh đây nè anh ngồi nè anh đi mấy kéo lại cho. Ba đi ba. Ngồi ngủ đi mà ba mày có dậy đâu. Đây đủ không? Rồi đó. Đi vô nhà. Mày con canh không thì phải múc cho. Ủa cái đồ mở ngủ hả? Ờ. Em lấy cho. Thôi. Ở ngoài đó có. Sao Dượng? Ngon ngon ngon. Ủa anh nãy em quên canh. Cái này là. Cái này quán ngon ngon. Quán này quán cơm sườn ngon ngon hả? Ngon ngon. Ông xã có cho ăn nước mắm không? Hai vợ chồng mày đi đâu vậy? Mình nấu chút thôi. Tớ này nó lùng, nó nhỏ xíu vậy nè. Mà thơm lắm hả? Ăn sống ngon lắm, thì nó thơm lắm. Ok. Bữa giờ em hái tới mấy đợt rồi đó. Chắc hai trái đủ. Đủ rồi. Thơm lắm. Đó, có gì nó khô. Hả? Sao có bì á? Dạ, dạ, dạ. Lấy thứ chút. Cái cơm, cái tàu kỳ, cái cơm cũng ăn được. Không có mặn. Cái này là quán cơm tấm là bình dân tự phục vụ nha. Cà, dưa leo, rồi đồ chua toàn là thu hoạch ở sau vườn không? Có mỡ hành nữa nè, cho mỡ hành chút luôn nữa nè, đó bì nữa rồi quán này có rồi luôn. Thêm cái đó nữa kìa, cái gì nữa, tàu hủ ki, tàu hủ ki chiên tôm rồi chút bì vô coi, bì nữa đó, rải chút đậu phộng vô. Bì này như da heo cái gì vậy? Thì bì như da heo lắm rồi, da heo lắm kìa. Thêm dầu phộng nữa hả? Ừ. Có cái vụ mà cơm tấm rồi dầu phộng nữa. Thôi dầu phộng bỏ vô bì á, cứ ăn bỏ nó ăn thôi. Ủa đâu có ai bỏ dầu phộng mà phải không? Không đúng nữa. Cái bì này ta trộn dầu phộng rồi ta trộn tỏi tươi nữa. Tưởng tượng ta trộn thính thôi. Bây giờ cơm nắm mới ăn ngon tí ngồi nhắm không? Đang đang chờ sắp hàng. Đang chờ khách hàng. Trời ơi, hai chỗ đó. Đang lay up. Lên lay up. Ủa, dẹp cái chỗ đó hai đứa chưa ta? Chưa, đang còn đang lấy đây mà. Từ từ đâu cũng tới cả. Còn món gì nữa? Thịt mềm. Ồ, cái này không. Ăn đi, đó còn lắm á. Bà Bảy ấy tép á. Còn ăn này đó. Cái đĩa của mình này là bao nhiêu tiền đây không biết nữa.
nếu mà đi chợ. Cái dĩa của ông là ăn cái này là ăn kiểu của không vốn nè. 20 đồng. Thịt nướng có 2 miếng thôi. Của anh hai phải là 40. Bởi vậy. Cơm à, cái nước này có mặn nhiều không ạ? Không. Rồi đấy. Đó. Tháng nè, muỗng nè nè. Nướng mềm nó ngon. Con có đủ. Nó muỗng nẻ rồi. Đấy con có đủ rồi. Ok uống đi. Cái này ăn thấy hương vị sao? Giống Việt Nam không? Ngon. Mì nó chưa kịp phỏng vấn nó ăn hết dĩa rồi đây. Ở đây đầy đủ gia vị hơn. Có cà, dưa leo, bì. Thêm rượu đỏ nữa. Bì này của tổng khẩu Iraq làm đó nè. Rồi dưa chua. Dưa chua có ngâm ra muống nữa nè. Có muống chua. Quá ngon ha. Ngon quá, làm chút à. Để em ăn xong rồi. Đi ăn xong rồi. Sao vậy Bảy? Nãy giờ không nghe bà Bảy nói gì chơi vậy? Tại vì nghe ngon quá ta lo ta ăn. Để nó ăn hồi với quay phim ta ăn mới được. Tao đang giữ hình tượng thục nữ. Trời đất ơi. Thục nữ của ông Bảy đó hả ông Bảy? Thục nữ à, bởi vậy người ta ăn thấy không, rất là nhỏ nhẹ. Sao mà ăn nhỏ nhẹ mà thân hình lại bù lúa? Ý là ăn nhỏ nhẹ mà còn bù lúa tới như vậy. Chứ nếu mà ăn khổ báo thì không biết tới cỡ nào. Có không anh là phải kêu mấy chú ăn khổ báo lên nha. Không, sườn ngon á. Nó vừa có thịt vừa có mỡ cho nên nó mềm, nó không có bị khô. Đâu tại cái này mua ở Costco nó ngon hơn mua ở chợ tàu. Đúng rồi. Đồ Costco nó ngon hơn. Lúc nào cũng chất lượng. Tiểu Mã. Có đồ biển đấy, đồ seafood thì gọi Tiểu Mã. Tầm như nó của chợ Tây thì nó mềm, chợ tàu nó cứng. Còn cái thực khách này thì ăn lại ngược đời. Chan nước mắm trước. Chan chan trước, anh thích chan trước anh trộn lên thì nói. Rồi xong rồi. Tôi mới lấy mấy thịt kia lên à, lên khẩu công ấy. Có bì vô trộn chung nó tí. Dạ. Bì rồi bì làm đó. Bì nó lạc rồi. Đúng rồi, để còn bỏ vô trộn. Trộn mắm vô. Nước mắm hơi nhiều nha. Anh không? Nước mắm hơi nhiều nữa. Nếu mà có xin cái nhà già thì cũng xin gần gần quanh đây nhé. Đừng có xin xa rồi vậy nhé. Còn có... Xin hai phòng kế bên đây. Để ăn cây. Đây đi cắt củ qua nè. Thấy không? Khỏi cần. Khỏi wow, cầm phủ hoa ấy quá ha. Ô cái trái này nè, có ai đâu cầm. Anh ơi ra cầm cái gỗ cho bà Sáu kìa. Thôi để đó đi mày ơi. Nè quá trời luôn. Phủ hoa đặc biệt là phủ hoa trắng ha. Đây cái gỗ luôn nè đó. Đâu quá trời có bốn trái nè, một mặt quá đã ha. Đó rồi lấy một củ đựng đi. Dạ. Cái hũ hoa này nó không có đắng phải không ạ? Ngon lắm. Trời ở ngoài còn trái bự chảng nữa kìa. Không, này chưa nở ra đâu. Ồ chưa nở hả? Thôi mà. Nè muốn lấy trái này nè, 5 trái nè. Nè trái này được nè, nó nở ra nè, thấy không? Ừ. Đó, nở ra vậy mới ngon, còn trái đó chưa có nở ra. Quá trời. Đó, lấy cái bọc củ đựng đi. Quá trời ngon. Kho mắm ăn cũng hết sảy. Xào hộp vịt cũng ngon nữa. Xào hộp vịt á. Tí giới lấy cái bọc củ cho mẹ đi. Rồi pha chai cũng ngon. Đó mày kho đi. Ô để có cái cân này, cân mấy ký luôn. Trời ơi, này nặng lắm à. Người chắc cũng cỡ 1 ký rưỡi à. Đâu? Keo nữa. À, à, à gì? Mà phải để dưới đất á, mà cân ừ, mà để cho đó. Nó đó, ừ. Bán nhiều phao rồi trả giá. Cái này ngoài chợ là đồng mấy 2 đồng phao. Nhưng mà chợ là cái queo à. Con chắc. Gần 2
ký 7. Thế không biết lắm mà. Ký 7 bây giờ bán mấy đồng? Ký 7 hơn 3 pound. 4 pound, 4 pound ký 8. Kỳ kỳ đó ông Dũng kể đó là lại ở nhà ông không rượt không đi đó. Lúc này chị Sáu ra lặt lá cà. Công nhận cái cà trồng tốt thiệt luôn á. Trái hái biết bao nhiêu đợt mà còn nhóc luôn. Ủa con tưởng mẹ đi hái lá cà. Đâu có hái đậu que, ngày nào cũng hái nắm nắm vậy nè. Đâu đậu que đâu. Ngày hái nắm nắm vậy thôi. Ngon ha. Này mình xin vài bụi. Xin vài bụi xả về ướp với thịt sườn. Sáng mai là đi làm. Cái này nó không bự bằng ở ngoài chợ ha. Mẹ chưa. Chưa cái kịp bự nữa. Là ăn hết rồi hả? Không, còn mùa đông. Nó chưa có bự nữa là tới mùa đông rồi. Được, cắt một chút ra được bó xả tươi ngon ha. Cắt cái lá trước bỏ dài quá. Ở Nam Định có cái xả lạc quần á, mình không biết. Thôi giờ mình uống sữa bắp đi. Đừng mời có là lạc quần không. Sữa bắp này mà nấu có sữa không vậy mà sao thấy nó trắng trắng mà. Của anh lấy gì thỉ này? Lấy lọc. Như thỉ là còn một cái khác. Sữa bắp nha bà con. Từ đó mà chị tại thì tỉnh chỗ biển thơm ngon tại chỗ mà nhà cái béo mà không có ngọt đi xe.